Hi, chào các bạn, và trên tay Quyền đây là dòng sản phẩm Samsung Galaxy A13 phiên bản 4G game các bạn. Và hiện tại đang có mức giá giảm tại thay đổi một điểm xanh, giảm chỉ còn 4.190.000 các bạn, giảm được 500 và hỗ trợ gấp 100% lãi suất cho chúng ta luôn. Đó, rất là tuyệt vời. 4.690.000 giảm còn 4.190.000. Về máy, cấu hình của máy thì chúng ta sẽ có một màn hình 6.6 inch với độ phân giải là Full HD Plus và trang bị của chip của Exynos 1850 các bạn. Đây là một trong những dòng chip của Samsung sản xuất. RAM thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, RAM 6GB và RAM 4GB. Còn nhớ trong là cùng nhau là 128GB hết các bạn. Máy sẽ trang bị chúng ta một cái camera selfie dạng hình giọt nước với độ phân giải là 80 cell. Pin của máy là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh là 15W các bạn nha. Mặt sau thì thiết kế nhựa bóng như thế này, với 4 cam với độ phân giải camera chính lên đến là 50 cell, camera phụ nhất là 52 cam phụ còn lại là 20 cell. Đây là đây, máy rất là đẹp. Với mức giá đang giảm 500.000, chỉ còn 4.190.000 tại Thế Rộng Điện Máy Xanh thôi. Các bạn đến ngay Thế Rộng Điện Máy Xanh tiếp cận các bạn nha, để chúng ta thể trên tay trải nghiệm dùng sản phẩm này Samsung Galaxy A13. Hoặc có thể truy cập ngay website thế rộng.com/điện-máy-xanh.com để chúng ta có thể tham khảo chính xác mức giá và những chương trình mại hiện tại dùng sản phẩm này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.